ảnh không có thèm dòm em, cũng không thèm nói chuyện với em luôn. Anh này chắc lạ dữ lắm nè. Tại vì lúc đó em nhìn thấy ghê lắm, bởi vậy không có dám nhìn luôn. Thôi bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son. Wow, dễ thương quá. Mời hai người mẫu của chúng ta giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thành Phước, năm nay 28 tuổi, làm về công nghệ thông tin. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Yến, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai bạn là quen nhau như thế nào và tình yêu của hai bạn bắt đầu từ đâu? Dạ, thì quen nhau thì vợ em là người chủ động làm quen ạ. Cái hôm mà em được vợ làm quen là em đi với mấy người bạn đến cái nơi mà vợ em đang diễn văn nghệ đó. Thì vợ em không biết sao mà chủ động xin số điện thoại và làm quen em luôn. Vậy hả? Lý do gì vậy? Có phải là do ảnh dễ thương quá, ảnh xoái ca quá cho nên là muốn xin số làm quen đúng không? Dạ, lúc đó là em nghĩ như vậy đó. Dạ, tại vì lúc đó là cả mọi người đều theo cái trào lưu hip hop. Thì chỉ có duy nhất chồng em trong một đám bạn thì mặc đồ rất là bình thường. Dạ, cho nên là đối với em là cái bình thường đó là đặc biệt. Mà đặc biệt là ảnh không có thèm dòm em, cũng không thèm nói chuyện với em luôn. Đối với em này là anh này chắc lạ dữ lắm nè. Ủa, bữa lúc đó em gặp vợ em, em không thấy vợ em đẹp hay sao mà em không dòm vậy? Dạ, vợ em lúc đó xinh lắm chứ, xinh nhất trong cái những người con gái em gặp luôn. Có điều là tại vì lúc đó em nhìn thấy ghê lắm, bởi vì không dám nhìn luôn, sợ nhìn mê cái không có gì để mà... Tức là em tự cảm thấy mình thấy ghê á. Dạ. Em có nhìn thấy đúng không? Dạ. Nhưng thấy đẹp quá cho nên thôi rủi nhìn cái lén lén nhìn. Nhưng mà chính vì cái điều đó mà lại tạo nên cái sự ấn tượng trong cô này. Dạ đúng rồi. Sau khi xin số điện thoại rồi như thế nào? Dạ lúc đó thì em giả bộ em nói là sắp tới thì có một cái buổi offline, em hy vọng là anh tới dự cho vui. Thế lúc đó là em mới nhắn tin. Thì mỗi ngày em nhắn một tin nhắn hỏi anh là anh dậy chưa, ăn chưa. Thì một tuần sau thì em thấy anh nhắn cho em cái tin là Yến à, từ đây về sau mà em có muốn gì thì cứ việc nói với anh. Trời, em bắt bài luôn. Em biết rồi, lúc đó là em biết là anh này thích mình rồi. Em, cái lúc mà em thấy bạn này bạn cứ nhắn tin cho em rồi xin số điện thoại em vậy á, thì lúc đó em suy nghĩ gì trong đầu? Em nghĩ là chắc đang giỡn với em đây, đang chọc em chơi. Tức là thôi. Đang chơi trò Tom and Jerry đó phải không? Dạ. Ồ ôi, vậy mà em không tưởng tượng đó là thiệt luôn hả? Rồi khi mà em nói cái câu là từ sau em muốn cái gì thì cứ nói thẳng với anh là trong đầu em nghĩ cái gì? Lúc đó là em bị mê rồi. Ừ, thì ý của em là muốn nói là nếu có thích anh thì nói thẳng ra luôn hả? Dạ không, ý em là em đã mê cô ấy rồi, bây giờ cô ấy muốn làm điều gì em sẵn sàng em làm giúp hết. Dạ. Ủa lúc đó là khoảng năm nào? Lúc đó là em mới 19 tuổi. Dạ còn em 17 ạ. Ôi vậy đó hả? Dạ em học lớp 10. Ngộ quá ha, tức là em gặp anh này là em thích liền. Dạ. Mà anh này cái sắc của ảnh so với những nhóm bạn á thì cái sắc của ảnh có hơn tất cả mọi người không? Dạ không, anh xấu. Dạ. Xấu. Mà tại sao em lại đắm đuối như vậy ta? Thì người ta cái gu người ta là cái gu xấu. Dạ, tại vì ảnh ăn mặc rất là bình thường, trắng trẻo rồi ra dáng thư sinh lắm. À, tức là em thích người thư sinh lịch lãm. Dạ. Em không thích bụi bặm, không thích người là đúng hip không? Dạ. Hip hop đó. Hip hop. Dạ đúng rồi. Rồi sau khi mà ảnh nhắn tin cho em, có nghĩa là có gì em cứ nhờ ảnh đúng không? Dạ đúng. Lúc đó là coi như là tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi. Dạ. Đến bao lâu thì mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau câu nói là tụi em bắt đầu quen nhau. 17 tuổi. Dạ đúng rồi. Thế thì cái tình yêu học trò của tụi em nó có đẹp không? Nói chung là rất là đẹp. Tại tụi em quen 7 năm thì mới tiến hành tới cưới. Thì trong 7 năm đó thì có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà đa số là vui. Và cưới nhau một cách êm đềm luôn, có sóng gió gì nữa không? Rồi sao nó là có khó khăn gì? Có hả? Có dạ. Sao? Mà gần cưới thì cũng cãi nhau. Em lại nói thôi không cưới nữa. Dạ thì em có nói với ông ngoại em là con thấy không ổn. Ông ngoại nói thôi tao thấy mày cũng còn nhỏ quá, thì thôi khoan đi, mày mời gia đình bên qua tao nói chuyện. Dạ thì em có gọi qua cho anh này, gia đình anh này qua. Dạ thì chắc là qua với một tinh thần rất là hồ hởi. Nhưng mà khi qua thì gặp ông ngoại em nói thôi nghe, ổng cưới gì nữa nghe. Ông nội kia ông ngoại nói là thôi từ từ đi anh. Rồi em kể tiếp nghe coi nó làm sao. Thì em chở ông nội qua để mà nói chuyện với ngoại. Ông ngoại nói là thôi hủy hôn đi. Cái ông nội mới bàng hoàng xíu và nói thôi anh cứ bình tĩnh đi. Thì tụi nó đã tính tới bước này rồi, tụi nó cũng quen nhau lâu rồi, giờ hủy hôn thì tội tụi nó, để tụi nó suy nghĩ thêm. Cái thế là em chở ông nội về. Về xong rồi cái quay lại em khóc sướt mướt luôn. Tại vì nghĩ là sắp có vợ rồi, giờ tự nhiên cái bị hủy hôn, buồn quá khóc. Có
một phần vì sắp mất vợ, một phần vì tiếc tiền nữa. Trời đất ơi, khóc không phải vì chia ly mà coi như là tiếc tiền quá. Để anh khóc quá trời luôn. Rồi sao nữa? Rồi sao cuối cùng lại có như có quỷ thiệt không hay là dạ, chỉ mới tới đó thôi vì mà em thấy anh khóc quá trời luôn, rồi ôm nhau giống như là mẹ con vậy đó. Thôi con đừng khóc nữa, để mẹ tính lại. Dạ thì lúc đó em cũng khóc với mẹ em luôn. Dạ không, em đứng em nhìn thôi thì ảnh với mẹ em ôm nhau khóc. Hai hả? Để mẹ em ôm. Dạ. Rồi sao nữa? Thì thấy hai mẹ con khóc sướt mướt quá, cái ông ngoại cũng suy nghĩ lại và cho hai đứa tiến tới hôn nhân luôn. Bây giờ tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em lấy nhau được 2 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ hai bé. Trời ơi, hai bé rồi hả? Dạ. Trời ơi, thấy chưa, hai bé mà phọt như người mẫu. Trời. Ghê thiệt chứ. Chắc tập dữ lắm luôn đúng không? Tập không? Dạ không, sanh nó ra rồi chăm nó cực kỳ tự động nó xuống thôi. Dạ. Ủa nhưng mà con em là đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tháng. Hả? 2 tháng hả? Dạ. Ô, sao giỏi quá vậy? Ôi chạnh lòng quá. Thôi nghỉ nghỉ, không có dẫn chương trình nữa. Đi vô mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá nè. Vô gym này nè, em hai đứa này được bằng như người ta không em nói? Trời, tôi lớn tuổi hơn. Trời ơi. Thon rồi. Những người đàn ông nào gần 40 mà dáng đẹp với mình. Trời đất ơi. À, đứa lớn bao nhiêu tuổi ạ? Dạ bé lớn được 1 tuổi rưỡi ạ. Có nghĩa là 2 năm 2 đứa. Dạ đúng rồi. Thì em ở riêng hay ở chung? Dạ ở chung với ba mẹ em. Sau khi lấy về chắc có lẽ là cuộc sống chắc cũng vui vẻ đúng không? Dạ không có gì. Chính xác. Em thấy là em cưới ảnh là chỉ may mắn một thôi, nhưng mà được vô gia đình như gia đình chồng em là may mắn tới 10 lần. Dạ tại vì ông bà cố rồi ông bà nội giữ cháu giúp em, thế em mới sanh 2 đứa liên tục như vậy. Dạ. Vậy mà sao em nói em nuôi cực quá rồi em ốm? Dạ cái đó là ban đêm thì vẫn phải đưa về ngủ với mình chăm. Anh hỏi là vậy trong cái giai đoạn mà vợ em sinh con rồi chăm con á, vợ em có thoải mái không hay là có khi nào, tức là có bị stress mà có bị trầm cảm sau sinh không, tại vì nhiều khi cực quá đó. Dạ cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là quan trọng trong gia đình em, tại vì em là người sanh 2 đứa đều bị hết. Sao em? Dạ thì vợ em giống như là cái tính tình nó thay đổi 180 độ trước khi sinh luôn. Kỳ cục lắm, kỹ tính nè, rồi nhạy cảm nè, rất là khó chịu luôn, khó chịu trong mọi điều luôn. Tức là lúc trước khi sinh là không hề như vậy? Dạ không hề, rất là vui vẻ, háo hức chào đón cháu nó ra đời luôn. Ví dụ như thế nào? Tự nhiên sinh xong cái nhìn đâu cũng thấy vi trùng vi khuẩn á. Cái suốt ngày bắt em dọn dẹp hoài, đi làm về là phải dọn dẹp. Cái đó là bị hội chứng đó, chứ không phải là dặn, không phải là stress nữa. Lo cho mà con, bị một cái hội chứng kỹ. Dạ, dạ nhiều lắm. Rồi bắt em rửa bình sữa thì cứ lén nhìn hoài coi có bỏ qua giai đoạn nào không, sợ dơ con nó đau bụng. Dạ. Rồi đọc trên báo thấy không có vaccine tiêm cho con, mà trong khi đó con 2 tháng sau mới tiêm. Vợ không có đã khóc lo lắng ngủ không được luôn. Lo xa đúng không? Dạ. Con gì nữa? Rồi người thân đến thăm á, nếu mà lỡ nói gì mà động chạm nhẹ đến vợ em á, giống như là sao bé thế này, sao con không làm thế này, sao con không ủ ấm cho bé này nọ, là cái vợ em cũng buồn khóc nữa. Dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương. Còn gì nữa? Nuôi dẻ bắt em phải tẩy trắng sạch sẽ vậy đó. Phải tẩy bằng xà bông này nọ đàng hoàng, phơi khô lên, không được xài tùm lum tà la luôn. Đây là cái dạng là bị hội chứng sợ vi trùng á, tức là không có cái đó, giống như là có những người bị hội chứng sợ máu á. Dạ. Anh thấy có nhiều bà vợ là sau khi sinh xong mà còn thay đổi tính, là nóng tính lên đó. Dạ. Dạ em có nóng tính không? Dạ có nóng tính lắm. Hai vợ chồng cũng cãi nhau, thì đợt đó là vợ em đập bể bình sữa luôn mà. Văng lum la cái em sợ quá cũng phải năn nỉ xin lỗi. Rồi cãi nhau nặng hơn xíu nữa thì đòi ẵm con đi. Rồi có lúc thì kinh khủng hơn thì đòi hai mẹ con nhảy lầu luôn. Trời ơi. Tức là cả hai bé em đều bị cái triệu chứng như vậy luôn. Mà em biết trước là mình bị. Bình thường em rất là bình thường, nhưng em biết là cái thời điểm đó em sẽ như vậy đó. Em nhìn mọi thứ nó lên một cách rất là tiêu cực. Như vậy là có nghĩa bây giờ em vẫn còn đang bị? Dạ bây giờ thì nói ra thì tại là... vì bé mới 2 tháng rồi. Nhưng không? Mà em bị như vậy là thường là 3 tuần cho tới khi đó. Mà ra tháng đó. Mà bây giờ hết rồi phải không? Dạ bây giờ hết rồi. Nhưng mà giờ thấy nụ cười tươi quá mà. Mẹ của em á có đồng cảm và có lên an ủi hay tâm sự với em không? Bé đầu thì chưa, mẹ chưa hiểu lắm. Thì lúc đó thì em với mẹ em cũng có hụt hặc. Đỉnh điểm là mẹ em đã lên phòng và nói là sao suốt ngày con cứ khóc lóc hoài vậy? Nó dễ thương như vậy mà con vẫn cứ khóc lóc. Thì lúc đó em vẫn cứ tiếp tục khóc. Em chờ ông này về dỗ em. Thì nói chung là lúc đó em nhìn cái gì thì nó cũng bi quan á, bi quan lắm.
Bây giờ em nghĩ là em vẫn còn buồn cười mình nữa. Nhưng không, mà thật ra nó là tại vì á, Biên với ông chị cũng có một cái thời điểm mà lúc đó là chị sanh xong rồi á, em biết là bắt đầu chị sợ chiến tranh nè, chị sợ bão lụt nè, chị sợ thiên tai, sợ lắm. Dạ, nhìn rồi. Đâu chị cũng sợ hết trơn á. Dạ. Tại vì mình cưng con mình quá, mình thương quá. Dạ. Cái bản năng bảo vệ của mình nó trỗi dậy á. Tại vì vậy nè, em biết không, lúc mà mình để con mình trong bụng á, mình yên tâm toàn phần bởi vì đi đâu mình cũng mang nó theo. Dạ. Và mình biết là mình đang bảo vệ được nó. Khi mình sanh nó ra rồi á, là tự nhiên mình cảm thấy nó bị tách khỏi cơ thể của mình á, là bắt đầu mình sợ. Dạ. Tụi mình sợ lắm, sợ tất cả mọi thứ luôn. Dạ, đúng. Đó, đó đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó, nó là như vậy. Dạ. Đó. Em cũng rất là mong mọi người sẽ quan tâm. Quan tâm đến vấn đề này. Dạ đúng rồi. Còn đứa thứ hai thì sao? Dạ tới đứa thứ hai thì gia đình em rành rồi. Biết rồi. Mà chắc lẽ là em là người chia sẻ. Dạ đúng rồi, em giải thích cho mọi người. Em với vợ là làm tư tưởng cho gia đình trước. Thì cũng cái dịp hôm đó là có một người khác bị cái trường hợp nặng lắm, thì em mới dẫn chứng ra luôn. Cái gia đình em mới thấu hiểu và hỗ trợ tụi em trong việc chăm sóc con để vợ em bớt phải suy nghĩ lung tung nữa. Anh hỏi em là trong cái giai đoạn mà vợ em á, bị những như thế đó, dạ, thì em có thể chia sẻ rằng là em giúp vợ mình vượt qua là như thế nào? Em rất là thấu hiểu vợ, em đem vào phụng sinh với vợ luôn. Em thấy vợ đau đớn này nọ nên em rất thương. Vợ có cọc cằn hay là có nóng tính, có đập đồ này đi nọ em cũng không có trách nữa. Tại vì em biết đó là cái người phụ nữ mà sau khi sinh đó, người ta phải bị gò bó nhiều thứ lắm. Anh em thấu hiểu cái điều đó và thông cảm. Rồi chăm sóc vợ nhiều hơn. Không, thực ra nếu mà những bạn trẻ nào mà chuẩn bị có em bé mà xem cái số này á, các bạn quan tâm một chút xíu nè. Kể cả phụ huynh, hội chứng sau sinh là hầu như là bị hết. Và cái biểu hiện cũng như là những cái hành vi lúc đó của người mẹ, nó sẽ tạo cho những người xung quanh khó chịu. Dạ đúng rồi. Đó, và từ cái khó chịu đó, nếu như mình không đồng cảm, mình không chia sẻ thì nó sẽ tạo một cái hố sâu ngăn cách hơn nữa. Và từ từ cô lập cái người mẹ, và người mẹ sẽ đi đến việc trầm cảm nặng. Đó thì Vân thấy là mọi người nên để tâm đến những người mẹ mà sắp sửa sanh, nhất là những sanh đứa con đầu lòng. Tội nghiệp lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng chúc mừng em có một người chồng quá thấu hiểu. Dạ. Thì kế hoạch hai đứa vậy là đủ rồi. Dạ. Dồn sức lại, chung tay lại để mà chăm con, nuôi con khôn lớn nha. Và lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng đẹp, có nụ cười tươi. Và hãy nhớ cái câu này rất hay. Dù gái hay trai, chỉ hay là đủ. Dạ, cảm ơn chị.